tên là Tôn Kiều Tố. Nay con nghe Đức Phật tuyên thuyết trong kinh Địa Tạng giảng nói về những sự không thể nghĩ bàn của Đại Thánh Địa Tạng. Con xin tâm cảm động và chân thật một lòng một dạ. Nay đối trước Đại Thánh Địa Tạng xin được phát lời nguyện rằng con nguyện từ hôm nay trọn đời trọn kiếp đến tận cùng đời vị lai nhẫn cho đến ngày con thành Phật. Con nguyện đời đời kiếp kiếp được quy y nương tựa nơi Ngài. Con nguyện đến tận cùng đời vị lai nhẫn đến ngày con thành Phật. Đời đời kiếp kiếp con nguyện sẽ cùng trăm ngàn phương tiện dẫn dắt khuyến dụ khiến cho thảy tất cả chúng sinh đồng biết đến Ngài và quy y Ngài, hầu làm cho tất cả chúng sinh đều được lợi ích lớn. Đại Thánh Địa Tạng, con ngưỡng mong Ngài đủ lòng đại từ bi thương xót mà chứng minh cho sự quy y cùng lời nguyện này của con, khiến con đời đời kiếp kiếp đều không bao giờ quên mất. Hiện nay con là phàm phu ngu si vô trí, nghiệp chướng sâu nặng, ngưỡng mong Đại Thánh ngũ lòng từ bi thương xót con cùng hết thảy tất cả chúng sanh mà gia hộ cho con cùng hết thảy muôn loài đều được an lạc, mọi việc như ý, trí tuệ mở mang, mọi nghiệp chướng thảy đều tiêu trừ, mau đạt được bổn tâm thanh tịnh, rốt ráo rồi điều sẽ mau chóng thoát ly sanh tử, thành đạo Bồ Đề. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Hai, phân thân hồi hộp, hóa thân cùng quyến thuộc. Lúc đó phân thân Địa Tạng Bồ Tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới đều đến hội hợp tại cung trời Đao Lợi. Do nhờ thần lực của Như Lai, phong thân đó hiệp với những chúng đã được giải thoát ra khỏi chốn nghiệp đạo ở mười phương, cũng đều đồng đến số nghìn muôn ức na do tha, đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật. Những chúng cùng đến với con thân đó có thể nhờ Địa Tạng Bồ Tát giáo hóa làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác trọn không còn khó chịu. Những chúng đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lăn trong vòng sanh tử ở trong sáu đường, chịu những điều khổ sở không một có lúc nào tạm ngưng dứt. Nhờ lòng từ bi lớn và thệ nguyện sâu dày của Địa Tạng Bồ Tát nên tất cả đều chứng được đạo quả. Đại chúng đó khi đã đến cung trời Đao Lợi, họ làm họ vui mừng hớn hở, tim ngưỡng Đức Như Lai, mắt nhìn mãi không rời. Đức Như Lai an ủi vị tháp: bây giờ Thế Tôn giơ tay sắc vàng xoa lãnh của hóa thân Địa Tạng Đại Bồ Tát trăm năm nghìn muôn ức, bất khả tư, bất khả nghị, bất khả lượng, bất khả thuyết, vô lượng vô số thế giới mà dạy rằng ta ở trong đời ác ngũ trược, giáo hóa những chúng sanh can cường như thế, làm cho lòng chúng nó đều phục bỏ tà về chính. Nhưng trong mười vẫn còn chẳng còn một hai phần chúng sanh ven theo tánh ác muốn độ chúng nó, ta cũng phân nghìn trăm ức thân lập ra nhiều phương trước trong chúng sanh đó. Hoặc có người căn tánh sáng lệ như pháp của ta thời liền tiếp nhận, hoặc có người phải ân cần khuyên bảo mới thành tựu được hiệu quả.
Phật có kể vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng nên làm đúng nữa, mà tâm tin ngưỡng mộ ta phân ra nhiều phân thân độ thoát những hại chúng sanh mỗi mỗi sai khác. Như thế hoặc hiện ra thân trai, hoặc hiện ra thân gái, hoặc hiện ra thân rồng trời, hoặc hiện ra thân quỷ thần, hoặc hiện ra rừng núi sông ngòi ao rạch suối lền, lợi ích cho mọi người để rồi độ họ được giải thoát. Hoặc hiện ra thân thiên đế, hoặc hiện ra thân trời cảnh vương, hoặc hiện ra thân vô cảnh vương, hoặc hiện ra thân chất vương, hoặc hiện ra thân cư sĩ, hoặc hiện ra thân tể tướng, hoặc hiện ra thân các hàng quan thuộc, hoặc hiện ra thân tỳ kheo, tỳ kheo ni, tu bà tóc cô bà di, những hiện ra những thân thanh văn ra hán bất kỳ Phật và Bồ Tát để hóa độ chúng sanh. Chứ không phải chỉ có thân Phật hiện ra trước chúng thôi đâu. Diệu Tạng, ông xem ta đã trải qua bao số kiếp nhọc nhằn độ thoát những chúng sanh can cường này, tội khổ khó khai hóa như thế. Ngoài ra những kẻ chưa điều phục được thời phải theo nghiệp thọ báo. Nếu khi chúng nó có bị đọa về đường dữ, chịu nhiều sự thống khổ, thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lợi, ông còn quá chút đây mà gắn độ chúng sanh, làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này đến lúc Phật Di Lặc ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn các nhiều khổ, gặp Phật được đức Phật thọ ký. Bây giờ trong những hóa con địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiện nhau lại một hình, đưa lại thương cảm mà bà cùng đức Phật rằng: từ số kiếp lâu xa đến nay, con nhờ đức Thế Tôn tiếp độ dắt nhiều, làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn, đầy đủ trí tuệ rộng lớn. Con phân hiện thân hình ra ở cùng khắp trăm nghìn muôn ức hoàng hà xa thế giới, cho mỗi thế giới hóa hiện trăm nghìn muôn ức thân, mỗi thân hóa độ trăm nghìn muôn ức người, làm cho quy y ngôi Tam Bảo khỏi hẳn vòng sanh tử, hưởng vui niết bàn. Những chúng sanh nào ở nơi Phật pháp chỉ làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hột cát, một bụi nhỏ, hoặc chỉ bằng chừng mảy lông tóc, con đều độ thoát lần lần, làm cho chúng nó được lợi ích lớn. Cuối mong giúp Như Lai chớ về những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sinh lòng lo lắng. Cuối mong đức Như Lai chớ vì những chúng sanh ác nghiệp trong đời sau mà sanh lòng lo lắng. Mà Địa Tạng Bồ Tát bạch cùng đức Phật ba lần như thế. Lúc bấy giờ đức Phật ngợi khen ngài Địa Tạng Bồ Tát rằng: lành thay, ta hỗ trợ cho ông được tội nguyện. Từ số kiếp lâu xa đến nay, thường phát nguyện rộng lớn cứu độ tất cả chúng sanh, xong rồi thời âm liền chứng quả Bồ Đề. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Đi So Ha.